chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Ngày hôm nay hai chị em mình sẽ chế biến món ăn từ rau cỏ hồi, một loại cây cỏ rất là nhiều ở quê mình, có mùi vị đặc trưng nhưng lại rất tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì mời mọi người đi theo mình nha. Thank you.
dạ, mình đã làm xong món ăn từ rau cỏ hồi. Ngoài ra thì con có thêm món canh súp lơ nấu với tôm và món cá đối kho nữa nha mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với hai chị em mình nha. Trong món gỏi rau cỏ hối này thì có vị ngọt của nếm chà, vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm, vị bùi bùi của lạc rang, vị cay có hơi đắng nhưng lại thanh mát của rau cỏ hối. Tất cả đã tạo nên một hương vị rất là hài hòa cho món ăn này. Còn đối với món canh súp lơ nấu với tôm thì có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Với vị ngọt thanh của tôm, súp lơ nấu vừa chín tới có vị giòn giòn, ăn rất là thú vị. Và cuối cùng là món cá đồi kho cũng là một món ăn rất thơm ngon, hấp dẫn với thịt cá béo ngậy, săn chắc và hương vị đậm đà. Mời mọi người ăn gỏi rau cỏ hối với hai chị em mình nha. Đến lúc hái chè mình phải nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người rồi. Nếu mọi người yêu thích video này của hái chè mình thì có thể cho mình một like, một share và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho hái chè mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.